Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹm và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị cũng gửi email thăm hỏi và cũng có nhắc tới cái chuyện hôm trước, cái vụ mà Facebook. Ông Nguyễn Minh Hùng, ông bảo rằng là bao nhiêu tỷ người mà có nghe lời của một mình chủ Facebook. Thì ý kiến của quý vị kia cũng giống như hôm trước chúng tôi có đề nghị đó. Thế thì bao nhiêu triệu dân Việt Nam phải nghe lời của một cái đảng? Thế thì mình phải suy nghĩ lại nha. Đó là ý kiến của nhiều người chứ không phải ý kiến riêng của chúng tôi. Hoặc là lập cái đảng mới không? Thì một lần đã đến lúc thì chúng ta phải cần thay đổi. Có một cái đảng mới. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 7 đó là ngày đối với người Cộng sản là ngày thương binh liệt sĩ. Thì có một cái chuyện xảy ra ở thị trấn Tứ Kỳ, ở thị trấn Tứ Kỳ tối 26 tháng 7. Thì người ta có tổ chức ở huyện Tứ Kỳ đó, có tổ chức một cái chương trình để cho mấy em học sinh đi thăm mộ liệt sĩ. Nhưng mà khi người ta đi thăm đó là đi ban đêm, mà trời mưa. Thì người ta sắp xếp cứ mỗi em nó ngồi giữ một mộ, ngồi canh một mộ mà ngồi dưới đất. Thì cái đó vấn đề thời tiết thì chúng tôi không nói rồi, nhưng mà cái hình ảnh nó đưa lên trên mạng thì bà con xôn xao. Và có một cái điều nó rất là buồn cười là như thế này. Trời mưa ướt nha, có một cái rạp có mái che dành cho cán bộ lãnh đạo huyện và tỉnh về ngồi. Các bác lãnh đạo ngồi ghế trong rạp mái che ngon lành, có trái cây ăn, có nước uống. Còn bác các em ngồi xổm bên các ngôi mộ mấy tiếng đồng hồ, đi vệ sinh cũng không có dám. Có điều những em được ngồi đây đó là đã được chọn rồi, và trước đó có tập duyệt vài lần rồi. Có hôm trời mưa cũng phải bắt các em tập. Mà tập duyệt gì đâu, chỉ là cầm nến đi ngoài vào và chỗ ai ngồi vào đó cho trật tự. Vì có lãnh đạo tỉnh về cho nên phải tập trước cho đẹp mắt lãnh đạo. Có em dính mưa bị ốm vắng mặt thì bác em khác thay vào. Thì quý vị, người ta làm một cái việc mà đối với người Cộng sản người ta gọi là để tưởng nhớ những người liệt sĩ của Cộng sản đó. Mà người ta cũng làm một hình thức. Tức là bác học trò phải tập để cho đẹp mắt lãnh đạo. Và thưa quý vị biết rồi, khi đi ra ngoài nghĩa trang đó, khi thời tiết không tốt thì người ta không ra nghĩa trang. Trời nắng nóng hoặc là trời mưa, bởi vì về vấn đề khoa học đó thì nó không tốt cho sức khỏe. Thế mà trời mưa, bác các em ngồi dưới đất, ngồi mỗi em giữ một cái mộ. Trong khi mình là cán bộ tỉnh, cán bộ huyện, mình ngồi có mái che, rồi mình có trái cây, có nước uống, mà làm như thế để đẹp mắt lãnh đạo. Thưa quý vị, như thế thì người ta vẫn thường nói là cán bộ phải học tập theo gương bác. Cái chuyện nhỏ như thế này học không được. Thì đây, chính đây là cái đạo đức cách mạng mà người Cộng sản thường rêu rao. Cái chuyện này nó rất là rõ ràng, không thể nào chối cãi được. Thêm một lý do nó dập cái đảng đi cho rồi. Bây giờ chúng tôi có bài trên báo Thanh Niên, thanhniên.vn. Chứng lý không thể chối cãi của Việt Nam. Nếu kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về những hành vi ngang ngược trên Biển Đông, thì khả năng thắng của Việt Nam còn cao hơn Philippines năm 2016. Việt Nam nói anh hả? Vâng, báo Việt Nam đăng. Việt Nam và thế giới đang theo dõi và quyết liệt phản đối nhóm tàu Trung Quốc tiến hành thăm dò địa chấn trái phép tại khu vực bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cũng như thông tin về hành vi quấy rối hoạt động khai thác dầu khí hợp pháp tại lô 0601, bồn Trũng Nam Côn Sơn. Đến nay, các tuyên bố ngày 19 và 25 tháng 7 v.v. thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã khẳng định Việt Nam kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán như đã được xác lập trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển v.v. 1982. Không ai cãi về chuyện này. Anh Hoàng Tuấn không cãi, chúng tôi cũng không cãi. Chỉ có điều là bài báo nói nếu kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế thì mình có đủ chứng cứ hết, là tại vì anh thấy cái chuyện này rất là rõ ràng. Bằng chứng lịch sử, bằng chứng về khoa học, về địa chấn và theo luật địa chất và theo luật biển quốc tế v.v. thì mình đúng hết. Mà khi nào kiện? Cái quan trọng là cái chữ nếu. Nếu một ngày không có em. Nếu mình kiện thì mình sẽ thắng. Đặt trường hợp nếu mình không kiện thì mình có thắng không?
kiện thì mình có cơ hội thắng, còn mình không kiện thì lấy gì mà thắng? Không thì tôi chỉ hỏi anh thôi mà anh trả lời. Nhưng mà anh... nếu mà từ nay về sau mà bà Hằng và bên Bộ Ngoại giao làm việc như thế thì chúng tôi cũng thấy đỡ vất vả cho hội nghề cá. Sao vậy? Vì mỗi lần mà hay mà tàu Trung Cộng nó đánh chìm tàu mình là hội nghề cá cứ lên tiếng. Lần này họ cũng có lên tiếng, hội nghề cá cũng có lên tiếng rồi. Sau đó thì cũng có lên tiếng, nhưng mà thưa anh Hoàng Tố và thưa quý vị như thế này, chúng tôi thấy càng đọc những cái bài báo như thế này đó, mình càng thấy rõ ràng là có một cái gì đó giấu thấy. Một cái có một cái ẩn giấu gì đó, có một cái mật ước gì đó giữa hai đảng cộng sản anh em với nhau, thằng anh và thằng em nó đã quỵ lụy hình ảnh. Quý vị cũng biết là trong cái thời gian trước đây, sau khi mà Việt Nam và Trung Quốc chiến tranh xong xuôi thì hai bên không có nhìn mặt nhau nữa, trở thành thù địch với nhau, bên này thì gọi bên kia là phản bội, bên kia thì gọi bên này là bành trướng vân vân. Thì hai bên không nhìn mặt nhau nữa, trở thành kẻ thù của nhau đó. Thì lúc đó thì có hoàn cảnh là các nước xã hội chủ nghĩa, nguyên cái nhóm mà cộng sản nó sụp đổ. Mỹ thì lúc đó chưa mở cửa, hoặc lúc đó mình còn khép cửa, hoặc là mình mở cửa mà nó chưa vào, vân 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 vân. Thì lúc đó Việt Nam trong hoàn cảnh khốn cùng, thì Đảng Cộng sản Việt Nam sang quỵ lụy để cầu hòa với Trung Quốc. Thì người ta nói rằng đã có những cái mật ước, tại vì chúng tôi không có bằng chứng, báo nhà nước chưa đăng, tôi không nói được, chúng tôi chỉ đặt cái giả thuyết thôi. Và chúng tôi tin là với những cái dữ kiện như thế này thì cho người ta thấy rằng đã có một cái gì đó mà khiến Việt Nam không thể kiện được. Hồi đó có thể là mấy ông ký với nhau một cái, ông Phạm Văn Đồng là lúc đó cái công ước đó, cái công hàm đó đã công bố ngoài. Công bố đâu rồi, đăng trên báo chí không giấu được, thì bên Trung Quốc nó cũng chưa nhắc tới được. Nhưng mà cái mật ước hai bên với nhau đó, cấu kết với nhau, có thể đã nhượng bộ, đã bán hoặc là đã đổi giao, đổi trác hoặc là đã dâng cúng vân vân cho Trung Cộng rồi. Bây giờ mấy ông mắc không nói được, tại vì nếu mà nói ra đưa bên Philippines nó chẳng có gì nó giấu cả. Nó kiện là nó kiện thôi. Nhưng mà bên này mấy ông kiện ra thì lúc đó bên kia nó đưa cái kia ra là bể mặt hết, là mất hết uy tín. Chúng tôi không nghĩ là như anh nói là có một cái gì đó, chúng tôi không nghĩ như vậy. Chúng tôi nghĩ là có nhiều cái gì đó, chứ không một cái gì đó. Và người dân trong nước người ta đặt cái câu hỏi này rất là nhiều. Người ta đặt câu hỏi chứ, tại vì làm sao mình có thể che giấu mãi được một lần, hai lần, một năm, hai năm còn được. Bây giờ bao nhiêu lần bắt nói đến cỡ như thế này. Nhưng có một điều tôi cũng thắc mắc thế này anh. Yeah. Cái việc lớn như vậy nhé. Yeah. Trước đến giờ chỉ hội nghề cá lên tiếng. Yeah. Bây giờ thì là, dĩ nhiên là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cũng có lên tiếng mà nó nhẹ hơn. Yeah. Bây giờ thì nó mạnh một tí. Yeah. Nhưng mà tôi nghĩ đó, về bên nhà nước á, thì có thủ tướng. Yeah. Về bên đảng có bí thư. Mà bí thư bây giờ cũng là chủ tịch luôn. Yeah. Thế tại sao bao nhiêu năm, bao nhiêu đời chúng tôi chưa bao giờ nghe một ông thủ tướng hay ông bí thư nào mở miệng ra nói về vấn đề này? Như ông bí thư thì bây giờ nói chuyện đốt lò. Ông thủ tướng thì lại nói chuyện đầu tàu. Ông thủ tướng thì đi đâu cũng thành phố nào cũng đầu tàu. Mà chả có thành phố nào nó lại đít tàu cả. Mà cái việc lớn như thế, cái việc mà trong khi là Đảng Cộng sản Việt Nam cứ tự hào là mình là lãnh đạo, mình dẫn dắt dân tộc, mình làm tất cả mọi việc, mà cái việc này chưa hề thấy tổng bí thư hay là thủ tướng mở miệng ra nói một câu cũng không thấy. Như thế thì làm bí thư làm cái gì, làm thủ tướng làm cái gì? Đôi khi người ta cũng sợ anh, tại vì như vậy là có thể là cái bà mà phát ngôn viên này, thì bà là nhân viên cấp dưới thôi, bà nói gì bà nói, bên Trung Cộng nó không có quan tâm. Nhưng mà ông biết đâu ông Trọng là cũng đôi khi là phải gặp ông Tập Cận Bình, ông thủ tướng này phải gặp ông thủ tướng kia, mà anh nói vơ vả vẩn, nó đến nơi nó trưng cái bằng chứng ra nó vã vào miệng cho anh một cái rồi nó ra như thế thì mình đâu anh hùng gì đâu hả? Mình cần thì phải làm anh hùng. Thì ngày xưa đó mình chỉ đè đầu để cổ dân được rồi. Ngày xưa đó miền Bắc khi đi đánh miền Nam đó, gọi là giải phóng miền Nam, thì dù có phải đốt cả dãy Trường Sơn cũng phải giải phóng cho được miền Nam. Yeah. Mà Trường Sơn là đất mình. Của mình đó. Yeah. Mà mình đốt cho bằng được để mình. Thế bây giờ thấy thằng Trung Cộng nó ở ngay sát biên giới của mình, thế sao mình không đốt cái gì hết? Mình ở nhà mình lo đốt lò không? Đốt củi. Ngày xưa anh nhớ không? Ngày xưa là mình nói là hồi đó là mình còn đánh cái lai quần phải không? Có ai nói cái lai quần? Có một nữ anh hùng của cộng sản nó đánh tới cái lai quần cũng đánh. Tại hồi đó mình có một cái quần à? Ok. Còn bây giờ á, thì bây giờ mình nhiều quần, mình mặc váy, rồi mình mặc vest tông, rồi mình tóc tai, rồi này kia, mình cái gì mình cũng sửa cả. Sợ mất, mình đi đâu mà phu nhân theo, đó là mệt. Bây giờ mình có thì mình sẽ mất, chứ ngày xưa thì có mỗi cái quần thôi thì... Rồi, thưa quý vị, nói về cái suy nghĩ của người dân và cái lòng tin của người dân đối với đảng và nhà nước như thế bây giờ như thế nào thì ai cũng biết. Cũng về cái chuyện mà thương binh liệt sĩ đó, thì báo Người Lao Động Online có nói là
Hà Tĩnh nói gì về gói thầu mua sắm lễ thắp hương thờ cúng liệt sĩ gần 5 tỷ đồng? À, thì người ta thắc mắc, do người ta thắc mắc là tại sao có ngày thương binh liệt sĩ mà mua nhang đèn mà tới 5 tỷ? Người ta thắc mắc. Thì cuối cùng thì các ông nói như thế này. Theo đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội của Hà Tĩnh thì gói thầu trị giá trên 4 tỷ 7, bao gồm tiền mua lễ thắp hương và phần quà cho gia đình khoảng 23.600 liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7, mới có trưng bằng cỡ ra. Thì thưa quý vị, cái chuyện mà người dân người ta thắc mắc á, là nó có cái lý do. Là bởi vì bây giờ người ta không thể nào tin mấy bố được. Cái gì mấy bố cũng ăn tút tùng tụt. Thì bây giờ mấy bố nói như vậy đó, thì 4 tỷ 7 này gồm có mua lễ thắp hương và phần quà, thì không biết là bao nhiêu vô quà và bao nhiêu vô hương. Thì cũng tội với liệt sĩ, đúng không? Là mà nhiều khi đó cúng mua hương cúng cho cái người mất á, thì ít, mà cúng cho mấy cái thằng sống thì nhiều. Người dân bây giờ người ta không có tin được, người ta thắc mắc là phải. Thì các ông mới nói là 4 tỷ 7 là mua hương và phần quà. À, thế thì cũng có công bố ra. Nhưng mà thưa quý vị, cái việc này không biết là nó có đúng chính xác hay không, và người dân người ta nghi ngờ là cái chuyện hoàn toàn là có căn cứ. Nhưng mà tức là ở Việt Nam bây giờ tôi, tại vì tôi không có đọc cái bài, những báo liên quan tới cái đề tài này, tức có ngày liệt sĩ phải không anh? Ok, thì tôi nghĩ là không biết là người cộng sản người ta ta suy nghĩ như thế nào, có cần có ngày liệt sĩ không? Lý do là tại vì những người chết trong cái cuộc chiến, đặc biệt là họ theo họ là cuộc chiến chống Mỹ, cuộc chiến để mà thống nhất đất nước, giải đó phóng miền Nam. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đó, cho đến giờ này gần nửa thế kỷ trôi qua rồi, họ vẫn chưa công bố chính thức cái con số những người số đã người chết trong cái cuộc chiến. Tại sao vậy, cứ phải giấu vậy anh? Bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu gọi là bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh, nói theo cái ngôn ngữ đó họ không nói. Trong khi đó, ngay từ khi mà còn chiến tranh Việt Nam thì Mỹ khi họ đổ quân vào Việt Nam, chết bao nhiêu, sống bao nhiêu, mất tích bao nhiêu, con số rất là chính xác đến từng người một, người lính một. Thời Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ người ta vẫn đi tìm, ví dụ còn phải tìm hài cốt của lính Mỹ. Và người ta công bố cái đó, và người ta thấy cái chuyện gì nó lịch sử, nó là lịch sử, nhưng mà cái sự công bằng là những người đã hy sinh thì mình phải nêu cái tên của họ để mọi người nhớ. Nó cũng có những cái khó ăn. Tại bởi sao vì vậy? Khi mà công bố ra đó, có những liệt sĩ mới có 13, 14 tuổi. Mà anh nhớ là tại sao ác quá như vậy? Anh nhớ là trước năm 75 đó, trong thời kỳ chiến tranh đó, thì phóng viên chiến trường của Việt Nam Cộng Hòa đã chụp được những bức hình đó. Là cán binh cộng sản mới 13, 14 tuổi bị trói chân vào trong mấy cái khẩu súng. Đó. Thì bây giờ nếu mà công bố ra đó thì thành ra là bây giờ mình là đảng cộng sản quang vinh như thế, thế mình xúi trẻ con đi đánh giặc để cho mình hưởng, trong khi con của mình thì nó đi Liên Xô. Cái thời kỳ chiến tranh thì nó đi Liên con Xô. Con tổng bí thư Lê Duẩn là đi Liên Xô hết hay đấy, sao? Nó ăn bơ ăn sữa. Trong khi đó là nhân lấy dân, chồng Liên Xô luôn. Nhân dân thì là phải ăn khoai ăn bắp để đi chống Mỹ cứu nước. Rồi bây giờ tới thời kỳ mà không còn chiến tranh nữa đó, thì con cán bộ đảng viên lại hồi xưa đi Liên Xô, bây giờ nó lại đi Mỹ. Trái ngược vậy. Vậy không có ngày, ngày liệt sĩ làm gì, chỉ là màu mè mà thôi. Rồi thôi, bây giờ thì trước khi mà kết thúc phần 1 qua phần 2, có cái tin rất là nhanh như thế này. Báo Đất Việt nó là có cái ông này, ông đi trên xe buýt á, ở Thanh Oai ở Hà Nội đó. Thì ông mang cái tội là ông cứ sờ ngực của cái bà kia, ông sờ tới 3 lần. Thế bà này là bà phải có phản ứng chứ. Và khi ông xuống xe thì bà này phải rượt theo. Nhưng mà cuối cùng khi người ta nói là ông này, cái này thì ông có cử chỉ khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác nơi công cộng, nhưng mà nó không cấu thành tội phạm. Cho nên ông chỉ bị phạt có 200 ngàn thôi. Đó. Thì 200 ngàn tức là khoảng chừng 10 đô la phải không anh? Tôi nghĩ vậy. Có một đô la, không tới anh. Một đô la bây giờ nó đã là 100 đô la thì đã hơn 2 triệu rồi anh. Hơn 2 triệu rồi. Thì cũng gần đó đi, coi như là 10 đồng. Chưa tới. Thì báo chí người ta nhắc lại là trước đó một người đàn ông đã cưỡng hôn. Lại cưỡng hôn. Tương với chữ cưỡng hôn nó khác, ý nghĩa nó khác nha. Nữ sinh viên trong thang máy tại chung cư thuộc quận Thanh Xuân cũng bị xử phạt hành chính 200.000 đồng. Thế thì cái chuyện xảy ra ngoài miền Bắc. Và cái giá 200.000 này chúng tôi nghĩ rằng là đây là cái giá của Ủy ban vật giá nhà nước quy định.
cưỡng hôn trong thang máy cũng 200, mà sờ ngực 3 lần cũng 200. Nó mới tính ra, nếu mà anh thằng tới, lần tới mà người nào ta sờ có một lần, chắc nếu mà phạt 200 ngàn, 200, nó không chịu. Thì ông kia ông nói giá mà tao biết thế là tao sờ thêm tí nữa. Giá quy định nhà nước nó chỉ 200 thôi, thì tao sờ thêm tí nữa. Rồi. Tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình thì nói về cái chuyện mà 200 ngàn đó. Thì chúng tôi thấy nó buồn cười là người ta bảo là cái theo người Cộng sản đó, cái xã hội tư bản là nó đồi trụy lắm. Nó thoái hóa, nó sa đọa đủ thứ. Nhưng mà ở xứ Mỹ đó nha, cho dù là phim xét người ta bán công khai, người muốn mua thì mua. Có những cái chỗ mà câu lạc bộ hay là quả thân, hay là những ở bên Mỹ thì chỉ có tiểu bang Nevada thì nó có những cái nhà thổ, nó có giấy phép. Bên những nước khác thì như là chúng ta nói ở bên châu Âu đó thì cũng có những khu phố. Nhưng mà nó đâu ra đó. Và có chuyện mà ai mà đụng chạm là ở tù. Thế thì Việt Nam mình, thế sao ông này là ông lên xe buýt mà ông lên tới 3 lần mà cũng 200. Mà cái thằng ông nội mà đi vô trong thang máy cũng 200. Thế thì bây giờ tôi nghĩ cái này chắc nó có liên quan tới ủy ban vật gia nhà nước. Thế thì nó mới có một cái chuyện nó như thế này. Tại vì cái chuyện này xảy ra ngoài Bắc mà. Thì có bà kia bà cũng thấy tin tức như thế. Thế thì ông chồng á, thì ông chồng là ông thói ông hay trăng hoa. Thì ông đi ra ngoài xong rồi cái hôm đó ông về nhà, ông chắc hết tiền rồi. Về nhà thì anh cũng muốn tí toái. Và vợ bà nói bà vừa dỗi luôn mà. Không này, có tiền thì ra đường ăn phở. Không có tiền thì về nhà đó ăn cơm à? Phở có giá của phở, cơm có giá của cơm. Chứ khó không phải có tiền thì đi ra ngoài một tí toái để ăn phở thì bao nhiêu tiền tuồn. Về nhà không có tiền thì vác các mặt về nhà đó ăn cơm à? Cơm có giá của cơm. Thế bây giờ theo báo chí đăng như thế đấy, ông muốn tí toái đấy thì đưa tôi 200.000. 200.000 đấy. Mà thôi bây giờ thì dầu sao cũng là vợ chồng. Thế tôi giảm giá là 50%, 100.000 thôi nhá. Chứ không có phải là cứ đi có tiền thì ăn phở, không tiền thì ăn cơm. Cũng được như thế. Thì ông chồng thì 100.000 thì 100.000. Ông móc bóp ra thì cũng may sống còn 100.000. May quá. Thì sau khi ông xài hết 100.000 rồi thì ông nói hết tiền rồi đi ngủ. Ông xài cũng ngủ. Ông nằm một hồi thì ông mới đi ngủ thì ông nghe bà vợ cứ lục đà lục đục rồi. Thì bà làm cái gì thế? Thì đi ngủ đi chứ làm cái gì thế? Tôi đang kiếm tiền cho ông mượn. Đều nhắc cái con đây, thấy không? Thấy vợ thương chồng không? À, nói thì nói thế. Để thì kiếm tí tiền cho ông mượn. Rồi mời anh. Nói chuyện đàng hoàng. Thưa quý vị, chúng tôi nói về chuyện chính sách. Báo VN Express đăng bài chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8. Chính sách gì nữa đây? Trong các cái chính sách đó có cái chính sách như thế này. Những chính sách đó chẳng hạn như là xe du lịch mà không có rèm che nắng bị phạt đến 5 triệu đồng, tức là xe nắng cho du khách đó, thì bị phạt. Rồi chắc nhiều người tham tiền 5 triệu. Lăng mạ người khác khi chơi thể thao bị phạt đến 20 triệu đồng. Chẳng hạn như bây giờ, chẳng hạn như các cầu thủ mà đá bóng, chẳng hạn như vậy mà chửi nhau hay là thế này thế kia. Thế mà sao sờ ngực có 200.000 nè anh? Phải điều chỉnh giá lại chứ. Chỉnh giá lại. Cái này luật mới nha. Mới nhất rồi nha. Bắt đầu áp dụng từ tháng tới đó. Tháng 8, ok. Còn cái chuyện qua tháng 7. Rồi phạm nhân gia cảnh khó khăn sẽ được ưu tiên đề nghị đặc xá. Và đặc biệt và lương hưu thì trợ cấp bảo hiểm xã hội của cán bộ xã tăng hơn 7%. Đấy cũng là những tin tốt lành, tại vì nó cũng dù sao đi chăng nữa cán bộ về hưu rồi chắc người ta cũng cần tiền, mà giờ cho về hưu mà ít tiền quá mất công, lúc mà tại chức người ta lo lúc về phải chuẩn bị sẵn thì khi về hưu có tiền xài. Thôi bây giờ mình cũng tăng cho người ta cũng tốt thôi. Nhưng mà cái sau cùng hay này, cách chức người đứng đầu để bố vợ chồng làm kế toán trong đơn vị mình quản lý. Như thế này, người đứng đầu hay là cấp phó của người đứng đầu đơn vị nhà nước từng bị cách cảnh cáo về hành vi bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em, ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán làm thủ kho trong đơn vị mình quản lý. Nếu tái phạm sẽ bị kỷ luật cách chức. Tức là một lần đầu
cảnh cáo thôi, nhưng lần sau nếu mà tái phạm thì là cách chức. Nhưng mà trong này người ta luật mà, cái gì nó phải rõ ràng. Người ta chỉ cấm cái vấn đề là để vợ này, chồng này, bố mẹ con anh chị em thôi, ruột anh chị em ruột nha. Còn anh chị em họ thì không sao nha. Bố mẹ mà phải bố mẹ của mình nha thì không cấm không được, nhưng mà nếu bố mẹ vợ thì cũng được nha. Rồi mà chẳng hạn như bây giờ vợ hoặc chồng thôi, mà đây vợ tức là vợ nhất, vợ cả đó thì được. Còn nếu mà bồ bạn thì không cấm. Trong này luật không có quy định, mà nhất là em vợ là không cấm, tại vì nói rõ là em ruột thì cấm. Rồi nói con mà con của mình mà con chính thức ấy, chứ còn con không chính thức không giấy tờ thì cũng không có cấm ấy. Cho nên là cái này nếu mà anh là người làm trong nhà nước, anh gặp cái trường hợp anh xử lý như thế thì anh cũng có cái cách để mà anh làm việc chứ, phải không? Như vậy thì thấy như vậy thì cho nên là con của chủ tịch mà là cha già của dân tộc thì được làm tổng bí thư. Như thế thì đâu có vi phạm vậy nè. Không, cái đó không vi phạm, tại vì nó thì cấm làm thủ kho thôi, thủ quỹ thôi. À không, vậy với lại vì cái đó là không, nó ngoại hôn. không có bằng chứng cụ thể, không bằng chứng cụ thể, không rồi. Có đi kiểm soát ADN. Rồi thưa quý vị, ở bên Việt Nam thì quý vị biết là dịch tả lợn châu Phi đó làm cho người dân điêu đứng ha. Nhưng mà khi mình là nhà nước, mình là chính quyền, khi mình có dịch tả như thế thì cái bổn phận của nhà nước, của chính quyền, của địa phương, của các cấp thì phải giúp cho người dân để mà thiêu hủy cái số lợn nó bị bệnh để nó ngăn ngừa cho dịch nó lan tràn. Thế thì người dân ở xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam bức xúc trước việc chính quyền xã thu tiền để mang lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi đi tiêu hủy. Với loại lợn từ vài chục ký đến 100 ký, tổ thu dọn xác lợn thu 200.000 đồng một con, cũng lại 200 nữa. Lợn trên 100 ký thì thu 300.000 đồng. Đó. Thì người dân người ta nói người ta đã lợn người ta mất rồi, chết rồi, bệnh rồi, người ta đã khổ sở rồi, mà để cho ngăn ngừa dịch bệnh ấy, thì nhà nước phải lo chứ, bác phải đóng tiền. À, chứ còn không đóng tiền thì người ta không có chịu mang đi. Thì có một cái hộ dân á nuôi hai con lợn nái có tổng trọng lượng gần 200 kg bị bệnh dịch tả lợn châu Phi. Sau khi báo cáo cho cán bộ thú y đến để cân xong trọng lượng, bà phải đóng 500.000 đồng mới được chở đi tiêu hủy. Người dân cho hay nếu không đóng tiền thì sau khi cân xong lợn sẽ bị bỏ lại và người nhà phải chở đến điểm tiêu hủy tập trung của xã để chôn lấp. Thì khi mà không đưa tiền thì mấy ổng không chịu thiêu. Thì người dân người ta mang tới người ta ném đại lên. Nên thế biết khi nào. Chính sách nó cũng thống nhất. Vì không muốn mất tiền nên khi mang lợn bệnh ra hố, người dân bỏ lợn xuống mà không chôn lấp theo quy định. Thì nó đã có một xã như vậy, đó là xã Bình Triều ở huyện Thăng Bình. Thì đã có một vài xã khác cũng làm việc như thế. Thì người ta nói như thế này. Theo chủ tịch xã Bình Triều đó, hiện tại đã thu tiền của dân khoảng 125 triệu đồng. Sau khi có tiền nhà nước chi trả vận chuyển lợn đi tiêu hủy thì sẽ dùng để trả lại cho người dân. Anh nghĩ chuyện này có mà. Tôi nghĩ mà đã lấy tiền của người dân rồi mà sau khi đợi nhà nước chi trả đó được trả lại cho dân. Chúng tôi thưa quý vị, chúng tôi nghĩ là cái chuyện này là mèo đẻ ra trứng. Bởi vì cái tiền mà hỗ trợ cho dân nghèo cũng lấy, gà dê lợn đem mà cho dân nuôi nó chạy vào nhà cán bộ. Mà bây giờ đã thu 125 triệu rồi. Mà bây giờ đợi khi có tiền thì chi trả. Tức là đợi khi sau khi có tiền nhà nước, không biết khi nào có. Đó. Thì coi như là tiền này của người dân là đi đòn rồi. Và thưa quý vị, huyện Thăng Bình là thuộc tỉnh Quảng Nam. Thì cái này là ông Nguyễn Xuân Phúc phải lên tiếng. Đó. Quê còn đó phải không? Thì quê đấy, đồng hương. Quê của anh luôn phải không? Đồng hương của tôi mà. Nên là phải lên tiếng. Chứ không thôi thì người dân tới lúc đó người ta mang ông ra người ta cũng ném chúng ta thiêu luôn đó. Cái vụ ông Nguyễn Hữu Linh đấy. À đây. À, vâng, thì lúc vừa hồi đầu tiên thì mọi người trong nước người ta rất là xôn xao và phải nói là phẫn nộ với cái hành vi của ông ấy sàm sỡ cái bé gái trong cầu thang. Rồi thì sau khi mà trình lui điều tra thì cơ quan điều tra này mà không có đủ cái bằng chứng để nói rằng là cái bàn tay trái của ông sờ ngực vào cái em bé đó, vân vân và vân vân. Lý do họ nói là tại vì cái ảnh cái video đó mà thu lại đó, nó cái đoạn đó nó bị khuất, nó bị che, không thu được cái đoạn đó, cho nên chỉ thấy cái hướng vậy thôi, chứ còn cũng không có bằng chứng rõ ràng này có thể kết tội ông á. Nhưng mà sau khi mà công bố cái điều tra đó xong thì dân trong nước người ta phẫn nộ, mọi người rất là phẫn nộ, cả nước nhìn thấy mà sao tại chỉ sao có cái anh điều tra là nhìn thấy thôi. Truy tố ông Nguyễn Hữu Linh tội dâm ô, vì kiểm sát đồng quan điểm với cơ quan điều tra.
thì cái vụ này chắc rồi nó còn nổ tiếp thôi. Thưa quý vị, đây là một cái bài học cho những cán bộ nhà nước sàm sỡ quen rồi, muốn làm gì thì làm, họ coi người dân như là cỏ rác, như là cái thú giải trí của họ, cho nên là lớn bé gì cái gì làm được là làm tới thôi. Chứ... lúc nào cũng bao che. Và rồi các anh và họ khi mà họ làm như vậy thì họ luôn luôn được những đồng chí của họ bao che thôi, họ sẵn sàng làm thôi. Thì ngày xưa thì người ta vẫn thường dùng cái chữ con ông cháu cha, và đương nhiên trong thời kỳ chiến tranh đó thì người cộng sản khi tuyên truyền thì bảo là dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì là cái việc mà con ông cháu cha là nó ghê gớm lắm. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy dưới chế độ cộng sản nó con ông cháu cha nó còn kinh khủng hơn nữa. Và cái chuyện mà thưa quý vị, ở xứ Mỹ đó như ông Linh này là coi như là kể như xong rồi. Chứ không có thể ông làm cái gì kệ ông á. Nhưng mà quý vị thấy không, cái xứ Mỹ là cái xứ mà nó đồi trụy. Nó tư bản nó đồi trụy, thế mà sao nó làm cái việc gì ra việc đó. Thế mà bây giờ thì lại mình lại đi sang Mỹ nhiều hơn, thế mới khổ. Thưa quý vị, khi nói về ông Thủ tướng thì bây giờ trong Việt Nam mà ta dùng những cái chữ rất là hay. Giống như lúc trước anh nhớ là cái vụ mà tội phạm hay là mấy cô gái mà xin lỗi đi làm nghề bán phấn buôn hương, người ta nói là trẻ hóa. Ta dùng chữ trẻ hóa đúng không? Càng ngày càng trẻ hóa. Càng ngày càng trẻ hóa. Bây giờ phụ nữ tham gia việc mà bán dâm. Bây giờ dòng sông mà đặt cống thì gọi là cống hóa. Thì ông thủ tướng ông nói như thế này, báo của chính phủ nha: không được bê tông hóa Phú Quốc. Không đầu tư Phú Quốc một cách chộp giật. Thưa quý vị, chúng tôi buồn cười cái chữ này. Ngày chúng ta thường nghe nói là chụp giật, nhưng bây giờ báo đang là chộp giật. Thì có lẽ là theo cách nói của người miền Bắc thôi. Nhưng mà đúng là hồi xưa đến giờ mình nghe rằng là làm ăn chụp giật quá. Nhưng mà dùng chụp giật. Không nên tập trung quá lớn cho du lịch và bất động sản ở hòn đảo phát triển tốc độ nhanh vừa qua, và nó là không được bê tông hóa Phú Quốc. Thưa quý vị, dùng nhiều cái chữ đó. Cũng như là bây giờ chuyện mà Trung Cộng đang chiếm đất với biển của mình đó, thì nó đang Trung hóa. Khá là như vậy thôi. Trung hoa hóa. Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình thì cái chữ mà chộp giật thì chúng tôi nghe cũng buồn cười, bởi vì mình nghe quen là chụp giật rồi. Thì cho nên là... có một cái chuyện mà cái ông đọc báo đó, ông hồi sau năm 75 đó, thì cũng đọc báo cách mạng mà, ông, thì báo chí hồi đó là của người Bắc, nhất là báo Nhân dân đó, thì ông nói là vũ khí hột nhân. Ủa sao mà ông đọc hột nhân? Thì ngoài Bắc á, báo này là báo ngoài Bắc, nó viết là vũ khí hạt nhân, mà mình hạt á, thì mình kêu là hột, mà nó nhân thì mình kêu nhân, cho nên tôi phải đọc là vũ khí hột nhân nó mới đúng. À, đây là cái tin hay nhất, chúng tôi chỉ đọc cái nhan đề của bài báo, tờ báo Tuổi Trẻ. Hai lãnh đạo công ty dược cầm đầu đường dây làm thuốc giả cực lớn. Hay, vỗ tay. Thành tích xã hội chủ nghĩa. Hai lãnh đạo công ty, giám đốc công ty. Công ty dược mà làm cái đường cầm đầu cái đường dây làm thuốc giả cực lớn đó, xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng là như vậy, chúng ta không cần phải nói xấu gì đâu, thực tế nó là như thế. Rồi, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.